Văn Toàn Thanh Bình xin chính thức được bắt đầu. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay trị giá 1 triệu tỷ để chúc mừng lên nào quý vị ơi.
chẳng biết nói gì đâu, chỉ có ánh mắt bắt đầu tình yêu. Và thuần khê xin là nặng mặt gió xế chiều, để thổi bùng ngọn lửa tình yêu bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, như vậy là giờ đẹp đã đến, chuông vàng đã điểm. Sau đây ban tổ chức sẽ không để quý vị chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng hướng đôi mắt nhỏ của mình về phía vòng hoa và hãy dành một tràng pháo tay thật là lớn, thật là nồng nhiệt để chào đón cô dâu Thanh Bình Thành Viên cùng chú rể Văn Đoàn ngay trong tay bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt. Đã để cho biết nào, xin mời Bình Đồng ơi, tôi có dần nhắn được vượt tổng quan tổng người hôm nay. Bình Đồng ơi, cô dâu chú rể của chúng ta đang tay trong tay bước lên trên sân khấu tình yêu. Cô dâu chú rể của chúng ta sẽ nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu và hứa với nhau một câu rằng sẽ đưa nhau đi đến suốt cuộc đời này ạ. Hiện diện trên sân khấu ngay lúc này là cô dâu chú rể xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong buổi trường ngày hôm nay, đúng không ạ? Và tình yêu của các bạn trẻ trong buổi trường ngày hôm nay cũng đã đủ tháng đủ ngày, đủ tiền đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ cốc làm vợ, đủ nước đủ chè, đủ cả bạn bè, đủ cả bên nữ và đủ cả bên nam, đủ cả quan viên hai họ về mừng cho đám cưới, đủ cả anh dưới và đủ cả chị trên, đủ cả bốn bên về mừng ngày hạnh phúc. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để chúc mừng thế nào quý vị ơi. À, dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, phải nói rằng là vui sao khi thấy con mình trưởng thành là đẹp duyên tình nết na, dù con từ thuở tương nôi, dạy con từ thuở biết ngồi biết đi, mong con khôn lớn lên người, mong con khôn lớn từng ngày từng đêm. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, để có được như ngày hôm nay đó chính là nhờ ơn dưỡng dục bồ của bến khu vực Trường Thành. Sau đây ban tổ chức xin là trân trọng và kính mời lên trên sân khấu về phía gia đình nhà gái gồm có bố Lò Văn Tấn và mẹ Lò Thị Tỉnh là song thân phụ mẫu của cô dâu xinh đẹp Thanh Bình. Về phía gia đình nhà trai gồm có bố Lò Văn Quốc và mẹ Lường Thị Thông là song thân phụ mẫu của chú rể hiện tại chúng tôi, đó chính là Văn Toản. Ban tổ chức xin là trân trọng kính mời hai bên gia đình thân yêu của chúng ta hãy nắm tay nhau bước lên sân khấu tình yêu để ra mắt và tạo hiệu ứng biến đảo. Xin mời tổng mưu tướng lớp Bình Đồng ơi. Sau đây để tập cho thắm tình thông gia, ban tổ chức xin là trân trọng kính mời hai bên gia đình của chúng ta sẽ qua lại và bắt tay nhau đi ạ. Xin mời. Chào mừng quý vị trân trọng và kính mến. Trong buổi trường ngày hôm nay thì chắc chắn hai bên gia đình của chúng tôi cũng như ban tổ chức của chúng tôi sẽ có rất là nhiều điều sự thiếu sót. Chính vì thế ban tổ chức của chúng tôi rất mong quý vị chúng ta cùng lượng thứ và bỏ qua cho. Chào mừng kính thưa quý vị trân trọng và kính mến một lần nữa để tỏ lòng cảm ơn tới quý vị quan khách. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể của chúng ta sẽ cùng nghiêng mình cúi một cái cúi đầu thật sâu để cảm tạ quý vị quan khách của mình nào. Xin mời. Chúc mừng thanh lại của mẹ Bình Hồng Sườn, sáng bóng năm đồng đồ lạc hậu khoa, còn lại em liền sùng trồng nhớ, tuổi xích phép chắc như chắc như quyền xào, tuổi sao vì chắc gia dư quyền báo, trong ba xào phòng tử, khăn đế bản sai, trai đua nửa khăn này bản năm, khăn đà, mắt cả bốc trừ hồng, hạt bốc trai hồng, thở đuông quen, bốc trừ mắt lai, bốc trừ xài, mắt hỏi, sang trọng tấn đồng hâu, có chắc để bò càng nằm điện thoại, phủ sóng vương vương, sơn cơ năng khó khăn trào hèn, phần có nhằn bốc cột cuồng tòng, bốc phòng la trừ, trai có tôi sát ải, nhiệm ba, chiếm tới đủ nhắn gừng, ra sùng quyền báo, bày sáu bình công chu, bày tùa lại mương, hết sự kiêu cất lời khẩu mốc, lì tô pha phúc hờ lù bò thành bình quân đi tề đò, hay ai hát nguồn chờ anh, hay đúng tôi sang em hát hạt há quanh lòng nặng, hát với ly tôm chung nguồn sòng còn án không có bà mới, bàn tổ chức chúc khỏi có để tặng nào sòng phái chu ân, các bà sáu nhóc quan hờ đổi phù đóng cảm ơn đi, chúc chúc hải đồng của mẹ, lân chơ và cả hoàng khăn mạnh, người dân phía bàn nhiều tướng trời bàn, người dân phía hương nhiều tướng trời hù, người chóng ca với ca được tướng bàn còn, người giữ đọng giữ đa mấy bà tổ màu, người đem đô thầu hờ nhảy sừng vàng, người đường đô làn bỏ khăn nhân hù, ăn và dệt khẩu thầy hung nà dệt khẩu na hung công cà phê phần nga con nga con lành kính đến mẹ chị phụ lại cô nữa. Chào mừng kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, phải nói rằng là tình yêu thì như tia nắng mặt trời, tình yêu như sóng biển chiều hôm, tình yêu như chén rượu nồng bông vàng một chút để hồng đôi môi, hôm nay ngày lễ sánh đôi góp tình đôi nữa của anh với nàng. Dạ vâng, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng ngại gần xa, nắng mưa cũng biết mà phòng ba cũng liều. Dạ vâng, đó chính là mừng cho hạnh phúc đứa đôi, mừng cho đứa bạn trọn đời thủy chung, bấy lâu ngày dài như mơ, hôm nay thỏa sức đời chờ ước mong. Và giờ đây, đôi bạn trẻ nguyện chung sức chung lòng,
chung chăn chung chiếu chung phong chung bàn chung muôn hơi thở chứa chan chung cha chung mẹ chung một gia đình ở bên. Dạ vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, trong tiết trời mát của ngày hôm nay đó chính là ngày 30 tháng 11 năm 2022, tức ngày 7 tháng 11 năm Nhâm Dần, được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự đồng tình của đôi bạn trẻ cũng như được sự đồng tình của chính quyền địa phương cho phép, hai bên gia đình đã long trọng tổ chức buổi lễ cung vi trăm năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều hôm nay. Sau đây cho phép MC Thuyền Khê xin được trinh trọng tuyên bố buổi lễ cung vi trăm năm hạnh phúc của cô giáo Thanh Bình, Văn Toàn Thanh Bình xin chính thức được bắt đầu. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay trị giá 1 triệu tỷ để chúc mừng lên nào quý vị. Như vậy để kể từ giờ phút này trở đi, cô dâu chú rể của chúng ta đang đến trên vợ chồng để chung sống một mái nhà ấm êm và hạnh phúc đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị thân chào và kính mến, trong ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, thì các bậc làm cha làm mẹ, cô dì chú bác cũng đã chuẩn bị những món quà tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất và ngọt ngào nhất trong buổi trưa hôm nay để gửi hai con, để gửi tới hai con cũng như hai cháu của mình đúng không ạ? Và món quà đầu tiên, ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời bố mẹ đẻ của cô dâu sẽ trao cho hai con của mình một món quà tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất trong buổi trưa hôm nay. Xin mời. Xin mời kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, phải nói rằng là ngày vui tháng đợi bên chờ, mẹ tặng hai đứa một đời vàng son, chọn rất thảo dễ hiền nghe con, chút quả nhỏ tấm lòng son, mẹ tặng hai đứa đã để nuôi con sau này, nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy con lớn thành tài mẹ vui đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị đã chọn và kính mến, và món quà tiếp theo, ban tổ chức xin là trân trọng và kính mời lên trên sân khấu, đó chính là gia đình bác anh Thiết, gia đình bác Nam Huỳnh ạ, sẽ bước lên sân khấu tình yêu, trao cho hai cháu của mình món quà hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất trong buổi trường ngày hôm nay ạ. Xin mời ạ. Xin cảm ơn ạ. Vinh Hồng ơi, bằng mặt khai lầu kiến đầu chân bốc cái đất Vinh Hồng nữ. Ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời lên trên sân khấu, đó chính là gia đình chú Nội Cường, gia đình cậu Sưởng Thương, gia đình anh trai của cô dâu ạ. Anh trai của cô dâu sẽ có món quà tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất trong buổi trưa hôm nay để gửi tới em của mình ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Một lần nữa cho phép MC Thuận Khuê sẽ được thay mặt cho hai bên gia đình cũng như lỡ lời cho cô dâu chú rể thân yêu chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Xin được cảm ơn gia đình bác anh Thiết, gia đình bác Nam Bình, gia đình chú Nội Cường, gia đình cầu Sưởng Thương, gia đình đó chính là anh trai của cô dâu ạ. Chúc cho gia đình của chúng ta có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc thành công trong cuộc sống ạ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. We'll be right back.
các bạn mến, phải nói rằng là em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể xinh đẹp nhất, ngọt ngào nhất trong buổi chiều hôm nay, hãy tiến về phía tháp ly để làm nghi lễ rót rượu sòng bài hạnh phúc của đời mình ạ. Xin mời. Vì con cha mẹ trọng già, ơn sâu nghĩa nặng như là biển đông. Hai tay dâng chén rượu hồng, kính mời cha mẹ vì lòng chúng con, đúng không ạ? Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể của chúng ta hãy dâng lên cha lên mẹ của mình những ly rượu ngọt ngào nhất, điều hiểu nhất của đời mình ạ. Xin mời ạ. Cô dâu sẽ mời bên bố mẹ chồng, còn chú rể sẽ mời bên bố mẹ vợ ạ. Xin mời. Và hai ly còn lại, hai ly tình yêu, tình viên mãn và tình phu thê, chúng ta sẽ mời nhau. Mời hai bên gia đình của chúng ta sẽ quay vòng tròn lại với nhau để chúc nhau đi ạ. Xin mời. Một lần nữa ban tổ chức xin được chúc mừng hai bên gia đình của chúng ta thắm tình thông gia, chúc cho cô dâu chú rể cũng như đôi dân nam dân nhân của chúng ta đêm nào cũng là đêm tân hôn, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc. Dạ vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, đến với ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của cô dâu chú rể trong buổi chiều hôm nay. Sau đây cho phép MC Trần Phê có thể làm việc quý vị một tí được không ạ? Vì đồng ơi, hùng sắm báo vì đồng ơi. Bên đây kịp lòng đứng từ nấc với đồng ơi. Áo cắn đứng từ nấc còn bóng tha sẽ biết lòng với đồng ơi. Quý vị có thể đứng dậy được không quý vị ơi? À vâng ạ, một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy uống một chén rượu sung sướng đặng tay lên đẩy bóng với đồng ơi. Kịp chén lòng sung sướng đứng nấc với đồng nữa. Áo bên nam một chén nấc với đồng nữa. Vâng ạ, xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy được không ạ? À vâng, một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể người ta hãy tiến về trung tâm sân khấu để làm nghi lễ uống rượu giờ bồi ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Xin mời hai em chúng ta hãy quay mặt vào nhau đi ạ. Rồi ạ, hãy khoác tay nhau đi ạ. Chuẩn bị chưa quý vị ơi? Lấy nghi này ăn bi đâu ơi. Cái này nhìn thấy chưa nào? Chuẩn bị sẵn sàng chưa quý vị ơi? Trong buổi chiều hôm nay xin được cảm ơn tới quý ông bà cô dì chú bác cũng như các bạn trẻ đồng hành yêu thương.